Bloomberg dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết chính phủ Mỹ đang âm thầm yêu cầu các ngân hàng lớn tiếp tục kinh doanh với một số công ty Nga, bất chấp việc Moscow đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo đó, các quan chức Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ đang thúc giục các công ty bao gồm JP Morgan và Citigroup tiếp tục cung cấp dịch vụ cho một số công ty Nga được miễn một phần lệnh cấm vận. Động cơ của việc này được cho là để làm giảm khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Các nguồn tin của Bloomberg cho biết, những công ty Nga được nêu tên gồm tập đoàn khí đốt nhà nước khổng lồ Gazprom và nhà sản xuất phân bón Uralkali PJSC. Các ngân hàng được chính phủ Mỹ yêu cầu tiếp tục cung cấp dịch vụ cơ bản cho các công ty Nga như thanh toán bằng đồng đô la Mỹ, thanh toán chuyển giao và cung cấp tài trợ thương mại. Đại diện của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Trước đó, trong một cuộc điều trần trước Quốc hội hôm 21 tháng 9, CEO các ngân hàng lớn của Mỹ đã bị chỉ trích vì các giao dịch ở Nga. Tại phiên điều trần, khi được các nghị sĩ hỏi liệu ngân hàng của ông có cắt đứt quan hệ với các công ty Nga hay không, CEO Jamie Dimon của JP Morgan đã trả lời: "Chúng tôi đang tuân theo chỉ thị của chính phủ Mỹ vì họ yêu cầu chúng tôi tiếp tục giao dịch." JP Morgan và Citigroup từ chối bình luận về các thông tin này. Bà Nedima Ifudun-Weke, một luật sư chuyên về các lệnh trừng phạt kinh tế và cấm vận thương mại, cho biết Quốc hội cần hiểu điều này. Chính phủ Mỹ chưa áp đặt lệnh cấm vận toàn diện với Nga, vẫn có những doanh nghiệp được phép kinh doanh. Bà Weke nói thêm rằng các quan chức Mỹ sẽ tiếp tục có các cuộc họp để thông báo cho các ngân hàng về phạm vi giao dịch cho phép. Giám đốc cơ quan tình báo quân sự Lithuania, gọi tắt là LIVA, cho biết Nga có đủ nguồn lực để tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine thêm 2 năm nữa với cường độ hiện tại. Giám đốc tình báo LIVA Elezhiev Paulavizhev cho rằng các nguồn lực mà Nga có thời điểm hiện tại sẽ đủ tiếp tục cuộc chiến ở cường độ như hiện nay trong 2 năm. Ông Paulavizhev nói thêm, việc Nga có thể tiến hành cuộc chiến trong bao lâu sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các quốc gia như Iran và Triều Tiên cho quân đội Nga. Các cơ quan tình báo của LIVA cho biết các biện pháp trừng phạt không làm tổn hại đến khả năng tài trợ cho quân đội của Nga khi nước này chuyển hướng các nguồn lực cho họ từ phúc lợi công. Nga sử dụng chuỗi dài các trung gian để mua công nghệ phương Tây bị trừng phạt và quân đội của họ đang được điều chỉnh để đối đầu lâu dài với phương Tây, đồng thời ưu tiên nỗ lực xây dựng lại sự hiện diện quân sự tại khu vực biển Baltic. Báo cáo cho biết, điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và kết quả của cuộc chiến tại Ukraine. Cuộc chiến càng dài và càng tốn kém thì càng mất nhiều thời gian. Liên quan đến tình hình tại Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 9 tháng 3 cho biết, cho đến nay, Nga thấy các nước láng giềng Ukraine không mong muốn bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc để giải quyết xung đột. Trong khi đó, lực lượng Nga đã bắn một loạt tên lửa trên khắp Ukraine hôm 9 tháng 3, làm thương vong một số dân thường và làm mất điện trong khu vực. Kiev cho biết, Nga đã sử dụng 6 tên lửa hành trình Sultan Kinzhal, một trong những vũ khí có giá trị nhất của Moscow. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn để đáp trả một cuộc đột kích xuyên biên giới vào tuần trước. Nga tuyên bố đã tấn công tất cả các mục tiêu dự định, phá hủy các căn cứ máy bay không người lái, làm gián đoạn đường sắt và làm hư hại các cơ sở sản xuất và sửa chữa vũ khí. Moscow cho rằng những cuộc tấn công như vậy nhằm làm giảm khả năng chiến đấu của Ukraine. Tuy nhiên, Kiev nói rằng các cuộc không kích không có mục đích quân sự và nhằm làm hại cũng như đe dọa thường dân. Theo Reuters, Nhà Trắng đã lên án cuộc tấn công tàn phá và Washington sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine khả năng phòng không. Trong khi đó, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết việc mất điện tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine là một lời nhắc về tình hình nguy hiểm mà nhà máy và khu vực xung quanh đang đối mặt. Ông nói, nếu chúng ta cứ để điều này tiếp diễn hết lần này đến lần khác, thì một ngày nào đó, vận may của chúng ta sẽ cạn kiệt. Ông Grossi cho biết đây là lần đầu tiên nhà máy mất điện toàn bộ kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2022. Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Ukraine Kirilo Budanov mới đây tiết lộ chi tiết chiến dịch tiếp tế chi viện bằng trực thăng cho nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol trước khi nơi đây thất thủ. Trong gần 3 tháng, lực lượng Ukraine cố thủ bên trong nhà máy Azovstal và bị các lực lượng Nga bao vây dội bom liên tục. Lực lượng này đã phải cầu cứu khi nguồn thực phẩm, nước, thuốc và đạn dược sắp hết và số người bị thương ngày càng tăng. Theo ông Budanov, đã có tổng cộng 7 chuyến tiếp tế do 16 trực thăng Mi-8 thực hiện, nhưng ông không tiết lộ rõ thời gian. Các trực thăng Mi-8 tham gia đã cung cấp cho binh sĩ cố thủ tại nhà máy Azovstal vũ khí, đạn dược, thuốc và thực phẩm, và thêm 72 chiến binh từ Trung đoàn Azov, đơn vị bảo vệ nhà máy. Ông Budanov khẳng định tất cả các chuyến tiếp tế đều thành công. Tuy nhiên, trong chuyến thứ 5 và 7, hai trực thăng bị bắn hạ và chiếc thứ 3 đến giải cứu, một trong hai chiếc bị bắn hạ cũng bị phá hủy. Ông Budanov không tiết lộ số thương vong. Hôm 20 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận nhiều phi công nước này đã thiệt mạng trong lúc bay đến tại nhà máy thép Azovstal để sơ tán người bị thương và tiếp tế thực phẩm, nước cho lực lượng cố thủ ở đây. Ông Zelensky phát biểu trên truyền hình, họ là những anh hùng thực sự, dù đã biết là hiểm nguy, biết là gần như không thể, nhưng vẫn đã bay đến nhà máy Azovstal để phân phát thuốc, thực phẩm, nước và đưa thi thể người bị thương ra khỏi đó. Việc đó đã diễn ra, nhưng trước đây thì không ai có thể công khai bình luận về việc này. Theo Tổng thống Ukraine, không có đường bay nào đến nhà máy thép Azovstal vì hệ thống phòng không của kẻ thù quá mạnh. Ông Oleksiy Gromov, Phó Cục trưởng Cục tác chiến chủ lực thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine khẳng định, quân đội Ukraine đã không ít lần phân phát đạn dược và thuốc đến Mariupol, nhưng việc này chỉ có thể diễn ra trước khi thông tin về viện trợ được nhiều người biết đến.
Sau đó, theo ông Bromov, lực lượng Nga đã tiến hành các biện pháp tăng cường hệ thống phòng không, khiến lực lượng Ukraine khó thực hiện chiến dịch tiếp tế và dẫn tới tình trạng mất nhân lực và trực thăng tham gia sơ tán người bị thương. Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá nếu không có chiến dịch tiếp tế bằng trực thăng, cuộc bao vây nhà máy của lực lượng Nga sẽ kết thúc sớm hơn. Người phát ngôn của quân đội Ukraine hôm 10 tháng 3 cho biết, thành phố Bakhmut miền đông Ukraine vẫn là điểm nóng trên chiến trường và tiếp tục đương đầu các cuộc tấn công ác liệt nhất từ phía Nga. Ông Shakhi Cherevati, phát ngôn viên của nhóm phía đông lực lượng vũ trang Ukraine nói, Bakhmut vẫn là điểm nóng nhất trên tiền tuyến, có tới 20 trên 180 cuộc tấn công vào hướng Bakhmut hôm nay nhắm thẳng vào thành phố này. Ông cho biết các tay súng Wagner được bổ sung đợt thứ 3 đã bị binh sĩ Nga thay thế. Ông giải thích rằng điều này có thể là do mâu thuẫn giữa ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập nhóm quân sự tư nhân Wagner và ban lãnh đạo quân đội Nga. Trước đó, ông Prigozhin đã công khai chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga vì đã không cung cấp đủ đạn dược cho các tay súng Wagner. Ông Cherevati cũng cho biết ông không thể xác nhận tình trạng của ngôi làng Dubovo và Silevka, nơi ông Prigozhin tuyên bố lực lượng Wagner đã giành quyền kiểm soát hôm 8 tháng 3. Bài đăng trên Telegram của ông Prigozhin đi kèm với một đoạn video cho thấy một số lính Wagner đứng cạnh lá cờ của nhóm. Trong khi đó, một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết Kiev quyết định cố thủ Bakhmut vì trận chiến đang giữ chân và làm suy yếu các đơn vị tốt nhất của Nga trước một cuộc phản công mùa xuân của Ukraine. Các bình luận của ông Mikhail Podolyak là tín hiệu mới nhất về sự thay đổi của Kiev trong tuần này để tiếp tục bảo vệ Bakhmut. Ông cho biết Nga đã thay đổi chiến thuật, họ đã tập trung về Bakhmut một phần lớn binh sĩ động viên, cùng với số đơn vị quân nhân chuyên nghiệp sót lại cũng như lực lượng quân sự tư nhân. Ông nói do đó chúng ta có hai mục tiêu, giảm càng nhiều nhân lực có năng lực của họ càng tốt và kiếm chân họ trong một số trận đánh quan trọng để phá vỡ các cuộc tấn công của họ và tập trung nguồn lực của chúng ta ở nơi khác cho cuộc phản công mùa xuân. Vì vậy cuộc chiến ở Bakhmut hoàn toàn hiệu quả, thậm chí còn vượt xa các nhiệm vụ trọng tâm của nó. Nga xem Bakhmut là mục tiêu chính trong đợt tấn công mùa đông và đã kiểm soát được phần phía đông của thành phố cùng với ngoại ô phía bắc và phía nam. Nhưng cho đến nay, Nga chưa hoàn toàn cô lập được lực lượng Ukraine tại đây. Hồi đầu tháng 3, Kiev dường như có kế hoạch rút lui, nhưng trong tuần này lại tuyên bố các tướng lĩnh đã quyết định tăng viện cho Bakhmut để tiếp tục cố thủ.